Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý về việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn về xử lý vi phạm tiếng ồn, trong đó bao gồm cả tiếng ồn từ hoạt động mua bán, kinh doanh, hát karaoke trong cộng đồng. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, người dân và báo chí phản ánh tình trạng cố tình gây tiếng ồn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tại cộng đồng dân cư diễn ra tràn lan, phổ biến. Việc này đã trở thành vấn nạn trong đô thị, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng môi trường đô thị, chất lượng sống của người dân. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, địa phương cấp huyện, xã nào để xảy ra vi phạm về tiếng ồn do buông lỏng quản lý, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh hoặc an ninh trật tự, thì tiến hành xem xét trách nhiệm, xử lý người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức.